Hello, xin chào tất cả các anh em. Và trong video lần này thì Vitashop xin được hướng dẫn cho anh em cách thay đá Jibo. Thì trong thời gian vừa qua cũng có nhiều anh em hỏi cách thay đá như thế nào, thì bây giờ thì Vitashop xin được hướng dẫn cho anh em nha. Đá thì nó nằm ở ngay ở dưới bánh xe nè anh em, thì cách thay của nó mình rút vỏ ra nha. Đó. Thì ở đầu đây, ngay chỗ đầu đây là nó có một cái nắp nắp phần nha, anh em mở ra nha. Thì cũng rất là đơn giản luôn anh em à. Đó. Đây, ở đây nó có một cái lò xo. Và đây là viên đá nha, đây là viên đá chính của nó nha. Ở trong đây là một cái viên đá của shop này. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như mình xài một thời gian thì đá nó bị mòn đi. Đã hết đá thì chúng ta có thể lấy viên đá mới ra. Và bây giờ Vitashop xin được hướng dẫn anh em thay đá nha. Đây, cái lỗ này nè anh em bỏ viên đá vô. Rồi ok. Sau đó anh em tiếp theo là anh em lấy cái lò xo này nè, đó anh em đẩy vào. Và anh em vặn lại thôi, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà hướng dẫn thì anh em mới có thể làm được, nhưng nếu mà không hướng dẫn thì cũng rất là khó cho những anh em mới lần đầu. Đấy. Ok. Đấy, xong tiếp theo anh em bật lên thôi. Ok. Như vậy là phim mình đã hướng dẫn cho anh em